Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Commuter. Trong video hôm nay thì mình sẽ không chia tay gì cả, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn của Hà Nội Commuter. Đấy chính là chương trình mua sớm trúng lớn để đón chào năm mới 2018. Và chi tiết hơn có nghĩa là các bạn hãy tới đây càng sớm thì phần quà của các bạn sẽ càng lớn. Với 2 ngày đầu tiên của năm 2018, có nghĩa là ngày mùng 1 và ngày mùng 2, các bạn sẽ được giảm ngay 5% giá trị đơn hàng lên tới tối đa là 1 triệu đồng. Với 3 ngày tiếp theo thì phần quà sẽ chỉ giảm xuống còn là 700.000 đồng mà thôi. Và 3 ngày tiếp theo nữa sẽ là 400.000 đồng. Thế nên các bạn hãy cứ nhanh chân lên tới ngay showroom gần nhất của Hà Nội Commuter để mua ngay những mặt hàng mà các bạn cần thiết. Chương trình khuyến mãi này sẽ được áp dụng lên rất nhiều dòng sản phẩm như là main, RAM, CPU, VGA hay là laptop nữa. Ví dụ như mẫu laptop giá rẻ cực kỳ chất cho sinh viên, đấy chính là HP Pavilion 14 bản màu vàng, rất chìa thời thượng, thiết kế trẻ trung, năng động. Đi kèm với đó là vi xử lý thế hệ thứ 7 của Intel Kabilex, mạnh mẽ xử lý tốt tất cả các tác vụ văn phòng như là Word, Excel hay là giải trí cơ bản. Với những game thủ đang tìm mua một mẫu laptop gaming sẽ có hai sự lựa chọn đáng giá cho các bạn. Đấy chính là Asus FX553VD và MSI GP72M 7 Rack bản Leopard Pro, sử dụng cấu hình mới nhất của năm 2017 và đặc biệt là dòng card đồ họa GTX 10 series mang lại khả năng chơi game không thể chê vào đâu được, kể cả tựa game mới nhất hiện nay, đấy chính là PUBG. Nếu như mức giá trên 25 triệu đồng là khá cao đối với các bạn thì hãy cứ yên tâm, với chưa tới 19 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được mẫu laptop gaming cực chất tới từ Acer, đấy chính là Acer VX5. Với thiết kế cực chất thì đây là một mẫu laptop gaming nặng ký khi so với những đối thủ khác trên thị trường hiện nay. Còn những bạn nào cần sự cân bằng giữa hiệu năng và tính di động thì Asus S510UQ là một sự lựa chọn không thể nào bỏ qua được. Với vi xử lý thế hệ thứ 8 của Intel, mạnh mẽ nhưng vẫn rất chìa tiết kiệm điện năng, và các đồ họa rời là GT940MX, hỗ trợ tốt cho những tác vụ đồ họa 3D nhưng thân hình vẫn rất chìa mỏng nhẹ và mức giá là chỉ hơn 15 triệu đồng. Và 4 showroom của Hà Nội Commuter sẽ bao gồm 3 showroom ở Hà Nội, sẽ là 43 Thái Hà, 129, 131 Lê Thanh Nghị và số 57 Nguyễn Văn Huyên. Còn ở Hải Phòng sẽ là A16 Lô 8A Liêu Phong, ngay đối diện Park Sơn. Các bạn hãy tới đây nhanh chân lên, bởi vì phần quà sẽ là càng sớm, phần quà sẽ càng lớn. Hey, các bạn đã nhấn subscribe và chuông của Hà Nội Commuter Back Channel chưa? Chúng tôi đang có chương trình giveaway cực lớn mỗi khi tăng 5.000 lượt sub đấy.